Con hỏi bố, bố ơi, phân chia giai cấp là gì hả bố? Bố trả lời, lấy nhà mình làm ví dụ, bố kiếm tiền thì bố là giai cấp tư bản, mẹ lãnh đạo thì mẹ là chính quyền, con là nhân dân, còn em con là tương lai, cô giúp việc nhà mình là giai cấp lao động. Tối hôm đó, em bé ỉa đùn, cậu bé tìm mẹ thì mẹ đang ngủ say, sang phòng cô giúp việc thì thấy bố đang Sáng hôm sau bố hỏi, hôm qua bố giải thích thế con có hiểu không? Con trả lời, giai cấp tư bản thì đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động, trong khi đó chính quyền ngủ say không biết gì, tương lai thì ngập trong cứt, còn nhân dân thì bất lực. Câu chuyện bất lực. Lần đầu tiên trong lịch sử, một người đàn ông mang theo cả sơ đồ cắt tóc để hướng dẫn anh thợ phải làm theo ý mình. What? Sau khi làm theo sơ đồ, tao đoán anh này lần đầu tiên ngủ cùng vợ cũng phải mang bản đồ để tìm đường vào hang, thế nên giờ làm gì cũng phải vẽ lại cho chắc cú. Tao bị cận, tao dặn là anh ơi tỉa lên cắt ngắn. Ảnh ok, tao tháo kính ra phó mặt cho ảnh. Và kết quả à đâu? Tao cũng cầm tờ này ra mà thợ nó lùa tao như chó. Hiểu kiểu gì? Chân dung hai kẻ đánh anh thợ cắt tóc nhập viện. Lần đầu được 2 phút. Bức ảnh những lúc 59 giây. Có cách nào để tăng thêm ít giây nữa không mọi người? Đưa vợ anh đây cho em. Một vợ 2 phút, thêm 14 người nữa là đủ 30 phút. Quá chuẩn luôn. Xuất hiện ảnh căn cước công dân của một cô gái chứng minh rằng khi bạn sinh có chụp ảnh kiểu nào thì cũng long lanh mà thôi. Wow. Cước công dân là không được tóc che trán, che lông mày, che tai vậy đâu nhé, nghĩ chúng tôi ngu sao? Đổi hình bắt chữ, tên một tỉnh thành. Tỉnh dưa hấu. What? Dưa bé, bê dứa, dưa hấu nhỏ nhiêu ký chỉ. Tỉnh dưa hấu nhỏ hơn. Dưa hấu bé hơn trên, bé trên, suy ra Thừa Thiên Huế nhé, lên top. Wow. Bé trên, Bến Tre, có cái nào khó hơn chút không? Bé trên nếu dịch ngược lại sẽ là 50k một ký em ơi, mua đi chị khuyến mại nịt. Chủ quán, của em hết 95k nhé, tôi đưa tờ 200k. Chủ quán, có 5k không, đưa thối lại 100k cho chẵn. Tôi, dạ có đây, cũng là tôi lúc 4 giờ sáng. Nếu ở ngoài thì tôi tính phát ra luôn, còn trong bài post này tao đọc nửa tiếng mới hiểu. Lời 10k còn nghĩ gì nữa, nhưng mà lời cho chủ quán. Lãi 190k nhé, vì nó đưa 200k tiền giả. Gia đình 4 người còn đang phải thuê trọ mà vợ lại đi hút mỡ bụng trả góp. Thế là đúng hay sai mà tôi nói vợ còn cãi. Tưởng mặt mũi xấu thì thôi cố nhịn ăn nhịn mặc làm đẹp một tí cho tự tin, chứ mỡ bụng do sinh con thì có thể tập thể dục hoặc ăn kiêng cũng cải thiện chút được mà nhỉ, chứ đã khó khăn lại làm bụng thì chồng nó cáu là đúng rồi, làm ngực làm mông thì có khi nó còn đỡ cáu. Ăn kiêng cái gì, nhịn đói một tháng thôi là còn bộ xương, tin tao đi. Trường hợp này chúng tôi khuyên gia chủ cứ gặp là đấm ạ. Sao không hét vào mặt vợ ông lúc ở bệnh viện, em xấu đéo phải do đống mỡ bụng đó. Nói thế bà lại đi làm mặt trả góp thì chết dở.
bình thường, hồi còn nằm ôm vợ mình vẫn hay đi uống bia trả góc mà giờ mình đã xác định được cái gầm giường mình nằm rồi. Vợ chồng với nhau hết tình còn nghĩa, dù sao thì vợ cũng đã hy sinh tuổi xuân cho mình. Sinh con đẻ cái thì nhu cầu làm đẹp cũng hoàn toàn chính đáng. Nhưng tùy từng hoàn cảnh, ở hoàn cảnh này thì anh nên giúp vợ mình dọn dẹp quần áo và gọi một cái xe taxi đi thẳng về nơi sản xuất nữa nó mới trọn tình. Ở đâu đấy, có hiệu quả không? Ở đâu? Ở chung cư u ám, có một căn phòng luôn luôn bật đèn đến tận lúc rạng sáng. Người dân xung quanh nói rằng đó là căn phòng bị ma ám. Sau bao tháng điều tra, họ đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Đó là phòng của một người đang yêu xa. Nani? Yêu xa là hai người yêu nhưng bốn người hạnh phúc à? Và đây là hình ảnh cụ thể trong căn phòng đó. Đây là khi yêu xa, anh yêu em cũng yêu anh. Yêu xa thì trở thành ma trong mắt người khác, yêu gần thì trở thành thằng đần trong mắt bạn thân. Thế cứ yêu xa là không phải tiết kiệm điện à? Ngu dốt. Thuê 30 ngày kiếm hơn 34 triệu đồng. Wow. Mong đứa bạn mình không đọc được tin này. Có bạn nữ nào hợp tác ngủ chung cho vui không? Mỗi tháng hai đứa kiếm 68 triệu đủ xài. Mình hứa chỉ ngủ thôi, mình không làm gì đâu. Đúng là con trai của ta. Chúc mừng bạn Đạt Trương Tấn đã có câu trả lời đúng, chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra bạn Hoàn Sáo, Tan Tan, Vui Đào Trọc, LKL Vlog, Nghĩa Phạm, Duyên Ami, Thợ Săn, Tuấn Vinh Nguyễn, M và Quy, ZZBSSBSB, Thành Hưng Lê, ZZ, Bảo KSSC, Đỗ Minh Thanh, Hương Lan, Nguyễn Tất Đạt, Thắng Nguyễn Trọng, Hùng Trần, Hà Trang Nguyễn Thị, Parker SKT, tên là Chi, Phú Võ Sĩ, Hoàng Vít Y Học Cổ Truyền Hoàng, Ngọc Thanh Đỗ, Sidu TV, Nhạc Trẻ, Ngư Lưu, Hoàng Anh Nguyễn, Thắng Trần, Châu Hoàng, Kim Quốc Phan, Loan Nguyễn, Ba Nguyễn, Lê Minh Tuấn, Tấn Trình, Hao Trần, Nguyễn Thế Thu Ngân, Nguyễn Ngọc Thịnh, Dương Nguyễn, Vĩ Chi Phục, Vũ TV, Quốc Hưng, Lách Bơ Chu, Giang Hồ, Hoàng Nguyễn, Quốc Hùng Võ, Thiên Đường, Dương Trang, Lâm Hoàng, Myself Relax, Duy Đờ, Gam Đao, Thanh Phạm, Linh Nguyễn, Ngọc Ý, Dân Lệ Quẩy, Tam Kiên. Còn đây là câu hỏi phần này. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.